Chào anh em cho các bạn nhé. Nay thì phỏng vấn lại tiếp tục lên cho anh em một số cái dòng Automat chống giật hàng của Nhật anh em nhé, hàng Mitsubishi, hàng Panasonic này, và rất là nhiều các cái hàng nội địa của Nhật khác để anh em tham khảo cũng như là mua hàng. Đấy, anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp đến hotline của phỏng vấn đây để được tư vấn này. Hôm nay em sẽ test cái tính năng chống giật cho anh em xem nhé. Đây, đấy, đây là em nó cấp điện lưới vào này. Đấy, em sẽ test tính năng chống giật này, anh em thấy không? Đấy. Ấn phát át nhảy luôn anh em thấy không? Rất là nhạy luôn nhá. Đấy. Rất là nhạy luôn. Anh em thấy không? Đây. Đó. Đây. Đó anh em thấy không? Át nhảy luôn. Đó, rất là an toàn nhá. Đây. Đấy anh em thấy không? Rất an toàn luôn. Đó. Thì bên em đang chuyên phân phối cái dòng Automat chống chập. Đấy, chống giật hàng nội địa Nhật. Đấy. Thì anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ đây. Em test át nhảy rất là tốt luôn nhá. Anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ. Xin chào lại anh chị em ở video sau.